Hello, xin chào toàn thể anh em đã trở lại video hỏi bãi nhé. Hôm nay thì có một con siêu phẩm, một con Sportin MS260 nha mọi nhá, của Đức xịn luôn. Đó, con này đời 2009, máy chưa xài luôn nhá, tất cả đều như mới luôn, làm xích zin, bộ zin. Mã số series con này là 171 696 447 nha. Quá mới mà thiếu một cái thùng. Tay nắm giật cũng gì hết nha. Tem của Nhật đấy nha. Vâng, bạn đẹp ghê. Công suất là 50,2cc này. Trọng lượng đầu máy 0,4,7 nha. Đó, năm sản xuất là 2009. Đó. Quá mới luôn. Anh em nào có nhu cầu mua dòng này thì liên hệ qua số điện thoại 0345 050399 nhé. Xin cảm ơn các bạn nhé.